là chỉn chu và cũng như là rất là chân chính như vậy rồi thì mình mới thấy được là cái câu mà mọi người nói trước đó là kiểu đầu tư MV tiền tỷ, là em nghĩ là bây giờ là có thật. Tại vì cái MV lần này em đầu tư cũng khá là kỹ lưỡng. Đây là chỉ hy vọng rằng là hiệu ứng của ca khúc Còn Yêu Đâu Ai Rời Đi sẽ thật là tốt để gọi là sao bù đắp lại hết tất cả những công sức của tất cả ekip đã bỏ ra, và cũng như rằng là những tâm huyết mà tất cả mọi người đã đóng góp cho ca khúc lần này và cũng như là MV Còn Yêu Đâu Ai Rời Đi. Giống như chia sẻ thì một khoảng thời gian rất là dài mình mới ra MV thì trước đó mình tham gia rất là nhiều game show, thì em biết tại sao lý do vì sao mình lại chậm ra khúc vậy? Cố gắng xin tên Phúc vậy. Phúc nào đó, ok. Thực ra là không phải là Phúc chậm ra MV, mà là như Phúc đã chia sẻ ngay từ ban đầu là nửa đầu năm 2018. Theo như cái kế hoạch của cuối năm 2017 thì là nửa đầu năm 2018 là những ca khúc nhạc phim. Thì cũng đã có ra mắt những cái MV đó, nhưng mà lần này và tháng 9 này là ra mắt sản phẩm Còn Yêu Đâu Ai Rời Đi là sản phẩm cá nhân đầu tiên mà do Phúc tự đầu tư tất cả mọi thứ để cho ra mắt một cái ca khúc này. Và như mọi người cũng có biết thì là khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng cuối tháng đầu tháng 9 vừa rồi thì là vừa mới kết thúc tờ debut nữa, nên là Phúc muốn để tập trung vào tờ debut xong xuôi rồi là bắt đầu là mình ra mắt cái sản phẩm âm nhạc này. Nhưng mà khán giả vẫn nhìn thấy Phúc là tham gia nhiều game show hơn là đầu tư sản phẩm. Nhiều thì anh đếm trên đầu ngón tay, chứ em là em tham gia nhiều bao giờ. Em tham gia này Ơn Giờ Cậu Đây Rồi này, mà cái gì anh như Chớp Nhí này, gì nữa hết rồi cái gì anh cũng được đến trên đầu ngón tay còn không hết được một bàn ấy. Cái việc mà trở lại sau khi mà mình thay đổi thành giới xứ thì có khác gì khác hơn so với những cái MV trước không? À dạ, thực ra thì là MV Ta Còn Yêu Nhau là hồi ra mắt ngày 20 tháng 10 năm ngoái thì cũng đã là thay đổi rồi, đã thay đổi cái ngoại hình rồi, thì MV lần này là cũng chắc chắn là sẽ đối với em luôn luôn muốn thay đổi bản thân và cũng như là luôn luôn muốn cái con đường sự nghiệp của mình sẽ ngày một phát triển hơn, thì chắc chắn rằng là em sẽ thay đổi và cũng như là sẽ phát triển từng ngày, nên là sản phẩm lần này sẽ mới mẻ hơn và cũng như là sẽ là một cái bước tiến mới hơn so với Ta Còn Yêu Nhau đó. Thì là cũng hy vọng rằng là tối nay 20 giờ MV sẽ ra mắt, thì là hy vọng mọi người sẽ đón nhận MV Còn Yêu Đâu Ai Rời Đi để xem được sản phẩm đó như thế nào và cũng như là đồng cảm với bài hát. Cái kỳ vọng của mình trong MV lần này là những kỳ vọng lớn. Thực ra rằng là kỳ vọng thì em cũng rất là hy vọng, thì làm cứ mỗi lần mà làm ra sản phẩm là chỉ hy vọng là cái sản phẩm đấy được quý vị khán giả đón nhận. Em nghĩ đó là cái điều mà em mong muốn nhất, đón nhận và cũng như là ủng hộ sản phẩm đó. Sau sản phẩm này thì mình có chia sẻ chút xíu về những cái dự định tiếp theo của mình. Về dự định tiếp theo là chắc chắn là sau sản phẩm lần này thì sẽ là những sản phẩm tiếp theo. Không có bật mí được cái gì nữa. Cười ngoác mồm này lên cứ toàn video lên này nhá, buồn cười lắm. Kiểu như cái lúc em bình thường này thì không lấy đâu, nhưng mà cứ toàn lấy cái lúc mà em cười ngoác cả mồm lên để làm thumbnail ấy. Thì chắc chắn là cuối năm nay sẽ cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc nữa, và sản phẩm âm nhạc này cũng sẽ là hy vọng là sẽ đánh dấu và cũng là một cái hình ảnh thật là mới lạ của Đức Phúc. Phúc ơi, cho anh hỏi một chút là dạo gần đây thì cái hình ảnh của Phúc nó vẫn gắn liền với lại những bài hát ballad á, thì cái khả năng của Phúc thì nhiều người nhìn nhận được là nó còn hơn là những bài hát ballad, thì tại sao Phúc chưa thử với lại nhạc dance hay là những bài R&B hoặc là những bài hát là nó có tiết tấu nó mạnh mẽ hơn? Dạ vâng, đầu tiên là em cũng cảm ơn anh vì anh đã đánh giá cao năng lực của em. Mặc dù là thực ra em cũng đã có thử rồi đấy, thì là em thấy là em cũng khá là hợp nhiều thể loại nhỉ, cũng hợp đấy, thì là cũng để xem, nghĩa là chắc chắn đối với em, cái quan điểm của em là em là một nghệ sĩ trẻ và cái tuổi mình còn đang rất là trẻ và cũng như là cái sức trẻ và nói chung là mọi thứ mình đang rất là còn hừng hực đi, thì em chắc chắn là em sẽ thử hết, em sẽ gọi là thử sức hết với tất cả mọi thể loại âm nhạc, nhưng mà em vẫn phải biết được cái nào là thế mạnh của mình và quý vị khán giả thích mình ở những cái gì. Thì thì là cái sản phẩm ballad này như em chia sẻ đó là cái sản phẩm đầu tiên cá nhân trong năm nay, thì em vẫn muốn trở lại với một cái sản phẩm ballad là theo cái thế mạnh của mình. Và như em có chia sẻ là cuối năm nay hoặc có thể là trước Tết đầu năm sau thì sẽ là một cái sản phẩm mà thay đổi hình ảnh, thì đâu biết đâu ở đó nó có thể là một cái sản phẩm dance thì sao, đúng không? Đó thì em cũng rất là hy vọng. Thì Phúc nghĩ sao khi mà người ta